kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Propda, Ukraine dẫn thông báo của nhà chức trách Ukraine xác nhận tỉnh Odessa ở miền nam nước này bị Nga tập kích bằng UAV mang chất nổ lúc dạng sáng cùng ngày, khiến một số cơ sở hạ tầng tại cảng và hạ tầng nông nghiệp ở quận Ismail bị hư hại. Ismail nằm bên bờ sông Danube và có cảng đường sông cỡ lớn, hiện là mắt xích quan trọng trong tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine Thông qua ngả Romania, sau khi Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7 năm 2023, Ukraine dạng sáng ngày 6 tháng 9 đã ban bố cảnh báo không kích trên hầu hết lãnh thổ sau khi phát hiện Nga triển khai UAV tự sát và oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS mang tên lửa dẫn đường. Cơ quan phòng thủ Kiev sau đó cho biết lực lượng phòng không bảo vệ thành phố thủ đô của Ukraine được kích hoạt và đánh chặn toàn bộ tên lửa hành trình do Nga phóng đi, đồng thời khẳng định không ghi nhận thiệt hại nào dưới mặt đất. Đợt tập kích mới nhất diễn ra sau khi Nga tuyên bố phát hiện và đẩy lùi nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine xâm nhập bang Bryansk gần biên giới hai nước và thu giữ loạt vũ khí mà đối phương bỏ lại. Nga gần đây cảnh báo Ukraine tăng cường tiến hành tấn công Crimea và các mục tiêu trên lãnh thổ Nga nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại trong chiến dịch phản công từ tháng 6 năm 2023. Sau gần 3 tháng phản công, Ukraine vẫn chưa thể chọc thủng phòng tuyến kiên cố của Nga ở Zaporizhia. Sáng sớm ngày 7 tháng 9, Thống đốc Vasily Golubev cho biết hai máy bay không người lái đã bị phát hiện và ngăn chặn ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam nước Nga. Theo ông Golubev, hệ thống phòng không đã được kích hoạt lúc khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Chiếc UAV đầu tiên bị rơi gần vùng ngoại ô phía tây Rostov-on-Don, trong khi chiếc thứ hai rơi ở trung tâm thành phố, trên đường Pushkinskaya. Một người đã bị thương nhẹ, mặt tiền của ba tòa nhà và một số xe hơi bị hư hại. Địa điểm UAV rơi nằm đối diện trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Nga một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy thời điểm chiếc UAV rơi xuống đất rồi phát nổ. Cùng ngày, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một máy bay không người lái đã cố gắng tấn công thủ đô Nga nhưng bị bắn hạ ở Ramenskoye, phía đông nam thành phố. Ông cũng cho biết một số xe hơi đã bị hư hại và một người bị thương nhưng không phải nhập viện. Khi lực lượng Nga tập trung hỏa lực vào thành phố Kupiansk có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông bắc, một trung đội thiết giáp Ukraine ẩn dưới lưới ngụy trang và tán cây, liên tưởng những trận chiến bằng xe tăng đầy thử thách năm ngoái. Ở phía Nam, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cuộc phản công khốc liệt, giành lại từng mét đất khi lực lượng Nga cố thủ trong các vị trí. Tuy nhiên ở phía Đông Bắc, Ukraine không rõ liệu Nga đang thực sự muốn tiến lên hay chỉ định gây sao lãng, khiến Kiev buộc phải phân tán nguồn lực. Giới chức Ukraine cho rằng Moscow đang cố gắng giành quyền kiểm soát Kupiansk, một thành phố nhỏ nhưng có nhiều tuyến đường bộ và đường sắt chiến lược bao gồm cả tuyến đường sắt chạy đến biên giới Nga. Nga kiểm soát thành phố này trong 6 tháng của năm 2022, sau đó Ukraine giành lại. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, lực lượng Nga thực hiện nhiều cuộc tấn công mỗi ngày và thường xuyên pháo kích vào các vị trí của Ukraine, nhưng số lượng các đợt tấn công đã giảm phần nào. Nếu không bên nào thành công, kịch bản sẽ xảy ra là bế tắc khi không bên nào sẵn sàng hoặc có thể đạt được tiến bộ đáng kể. Dù chú trọng phòng ngự, Nga vẫn mở mũi tiến công thành phố Kupiansk nhằm kiểm soát đầu mối đường sắt trọng yếu ở Kharkov và kìm đà phản công của Ukraine. Kế hoạch phản công hơn 2 tháng qua của quân đội Ukraine không thu được nhiều kết quả do phòng tuyến quá vững chắc của Nga. Kiev đang dồn lực để tạo đột phá trên mặt trận Zaporizhia ở hướng Nam và nhiều khả năng sẽ phải huy động quân từ các nơi khác dọc chiến tuyến. Những đòn công kích liên tục còn có thể giúp Nga phát hiện và khai thác điểm yếu trong tuyến phòng thủ Ukraine nhất là ở những nơi được đánh giá là chỉ có các đơn vị với sức chiến đấu kém chiến thuật này cũng giúp Moscow tiến gần đến một trong những mục tiêu của kế hoạch tại Ukraine đó là củng cố toàn bộ sườn đông tỉnh Lugan và tiếp cận ranh giới tự nhiên là sông Oskin hẳn rất khó tìm kiếm thông tin về hoạt động tác chiến của nga đặc biệt là trên hướng Kupyansk người nga không gọi kế hoạch của họ là một cuộc tiến công Mặc dù có các báo cáo chưa được xác nhận nói rằng Nga tập trung 100.000 quân hoặc hơn thế cho cuộc tiến công của họ trong khu vực này, đồng thời di chuyển các vũ khí hạng nặng vào đây. Có lẽ trường hợp rõ ràng nhất là một đoàn xe pháo phản lực phóng loạt BM-21. Phía Nga cũng tỏ ra khôn khéo khi kiểm soát mặt trận của mình. Họ ít thực hiện các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev, ngoại trừ một cuộc tấn công vào trung tâm tình báo của Ukraine ở thủ đô. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày 7 tháng 9 cho biết Ukraine đang từ từ giành thêm lãnh thổ trong cuộc phản công, bất chấp tình hình khó khăn. Phát biểu trước các thành viên nghị viện châu Âu, ông Stoltenberg cho biết sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO đã giúp Ukraine khởi động cuộc phản công và hiện đang bắt đầu có kết quả. Nhận định của lãnh đạo Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước phát đi một thông điệp mạnh mẽ liên quan đến chiến dịch phản công của nước này. Dù ai có nói gì, chúng tôi vẫn đang tiến công và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đang tiến lên. Trong khi đó, theo CNN, các quan chức Ukraine lạc quan một cách thận trọng rằng tuyến công sự phòng thủ thứ hai của Nga ở khu vực tiền tuyến phía Nam có thể dễ dàng xuyên thủng hơn tuyến đầu tiên. Các quan chức Ukraine đang lạc quan một cách thận trọng rằng tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở mặt trận phía Nam có thể dễ dàng xuyên thủng hơn tuyến đầu tiên. Trước đó, quân đội Ukraine hôm 6 tháng 9 báo cáo rằng các đơn vị Nga đã cố gắng phản công gần làng Robotai. Làng này đã rơi vào tay lực lượng Ukraine vào cuối tháng 8 nhưng đã bị đẩy lùi. Lực lượng Ukraine cho biết các đơn vị đã thành công trong việc củng cố vị trí, bắn pháo vào các mục tiêu của đối phương và tiến hành các hoạt động phản pháo. Tuy nhiên, video định vị địa lý trong những ngày gần đây cho thấy các đơn vị Ukraine đã đạt được tiến bộ hạn chế ngoài làng Robotai khi họ tìm cách mở rộng một vùng lãnh thổ đã được giành lại trong vài tuần qua. Nếu Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, các đơn vị Ukraine sẽ được hưởng lợi từ thực tế là mạng lưới chiến hào, hầm đào ở đó không mạnh bằng ở tuyến đầu tiên. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở phía nam Orikhiv, thành phố thuộc khu vực Zaporizhia ở phía nam. Lực lượng nước này đã tái chiếm được một vùng lãnh thổ bên dưới thành phố và mục tiêu cuối cùng là tiến thẳng ra biển Arop, chia đôi khu vực mà Nga hiện đang kiểm soát và cắt đứt cầu nối trên bộ giữa Kherson với khu vực phía đông Donbass. Ukraine đã giải phóng Robytai, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Zaporizhia, sau đó tiến tới góc tây bắc của Vepol, một khu định cư chỉ cách đó vài km về phía đông. Trên hướng Vepol, quân đội Ukraine đang tiến tìm cách đột phá lớp chính trên phòng tuyến Surovikin của Nga. Ông Baros giải thích các lực lượng Ukraine đang sử dụng bộ binh hạng nhẹ để cơ động và chiến đấu xuyên qua các hàng cây và hàng rào để vượt qua các công sự giã chiến chúng tôi đã chứng kiến bộ binh ukraine trượt qua hào chống tăng và hàng răng rồng thậm chí đến hàng cuối cùng là các vị trí chiến đấu của nga tuy nhiên ông cảnh báo ukraine vẫn chưa thực sự xuyên thủng các tuyến phòng thủ và tạo ra một khoảng trống đủ lớn để cho phép xe thiết giáp hạng nặng hoặc binh lính di chuyển qua dấu hiệu nhận biết là các hàng răng rồng vẫn còn nguyên và các hào chống tăng không có dấu hiệu đã được bắc cầu hay bị lấp lại Cách Robotai và Vetpol, không xa về phía nam là thành phố Tốc Mắc, được củng cố chặt chẽ. Thành phố này là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng đối với Nga. Chỉ huy cuộc phản công phía nam của Ukraine, chuẩn tướng Oleksandr Tanavsky cuối tuần trước cho biết lực lượng nước này đã đạt được bước đột phá quan trọng gần Zaporizhia. Lực lượng của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Zaporizhia sau nhiều tuần vất vả ra phá mìn. Ông tin tưởng Kiev sẽ nhanh chóng giành thắng lợi khi tấn công vào tuyến phòng thủ thứ hai được cho là yếu hơn. Theo ông Tanavsky, lực lượng Ukraine hiện ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Nga và đang tỏa ra cả hai phía của khu vực phòng thủ, bị phá vỡ để củng cố quyền kiểm soát, đồng thời khoét rộng lỗ hổng trên phòng tuyến của Nga các quan chức quân sự ukraine gần đây cũng cho rằng lực lượng nước này có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng thủ tiếp theo hơn vì mạng lưới công sự của nga không mạnh bằng các lớp ban đầu nhận định về điều này ông paros cho rằng các công sự của nga bên ngoài tuyến phòng thủ chính không quá khó để vượt qua vì chúng không được bố trí dày đặc như khu vực đang diễn ra giao tranh moscow chú trọng hơn đến việc bảo vệ các tuyến tiền phương và thiếu nhân sự để giàn trải trên tất cả các tuyến ông baros nói sự đột phá của Ukraine ở một phần phòng tuyến có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga nếu các lực lượng Nga không thể rút lui trong trật tự về các vị trí đã chuẩn bị tiếp theo. Vâng, đến đây thì những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.